nghệ sĩ đến đây với chúng ta. Không phải đơn giản là vì chúng tôi tò mò muốn khai thác cái cuộc sống riêng tư hay là những cái gì mà chúng tôi nghe thấy rất là nhiều về các bạn. Một cái điều mà tôi quan tâm là bởi vì một bộ phim với một cái tên là nó có khá là gây sự tò mò, gợi cảm. Vòng eo 56 đúng không? Yeah. Bản thân Ngọc Trinh thì là một người mẫu với một cái vòng eo rất là chuẩn. Và bạn thì còn được trong giới showbiz, giới thời trang mệnh danh bạn là nữ hoàng bikini. Bởi vì là bạn thường là người mẫu cho các loại bikini khác nhau. Yeah. Và riêng Vũ Ngọc Đáng ấy, thì tôi đã theo dõi anh này từ lâu lắm rồi. Và những bộ phim anh làm ra thì tôi cảm thấy khá là ngạc nhiên. Một cái đạo diễn trẻ làm những cái bộ phim mà ít đạo diễn nào ở Việt Nam làm được, đó là hầu như không có lỗ, đều có lãi. Yeah. Đúng không Vũ Ngọc Đáng? Có một cái là khi mà các bạn biên tập của chúng tôi ấy, nói với tôi là khách mời trong chuyện Billy Cà Phê là Vũ Ngọc Đáng. Ok, lập tức tôi ok ngay, vì đây là nhân vật tôi cũng muốn gặp lâu rồi. Nhưng với Ngọc Trinh thì phải nói thật với cháu là chú có một chút lăn tăn. Một chút lăn tăn và một chút ngại ngùng. Cháu biết chú ngại gì không? Là tại cháu nhiều tai tiếng quá hay là sao? Tai tiếng với chú nói thật nhé, của cháu còn ít hơn của chú nhiều. Chú còn nhiều tai tiếng hơn chú nhiều, cháu nhiều. Cái mà tôi ngại nhất ấy là bởi vì cô rất là đẹp. Và cô đẹp tuyệt vời bởi cái làn da của cô ấy, mà da tôi thì cực xấu. Có thể nói tôi là có cái làn da xấu nhất trong số các MC ở trên truyền hình. Nhưng mà sau đấy thì có một chút an ủi thế này. Thôi thì đôi khi mình làm nền để cho nó tôn cái đẹp khác lên cũng đúng, đúng không? Cái bộ phim mà Vòng Eo 56 ấy, tôi thì chưa xem và phim nó cũng chưa ra, nó sắp sửa ra, sắp sửa phát hành. Có rất nhiều những ý kiến xung quanh bộ phim này. Chỉ có một cái mà tôi tin rằng bộ phim này cũng nó sẽ theo dòng chảy truyền thống của Vũ Ngọc Đáng, chắc chắn là nó sẽ không lỗ. Tôi nghĩ là như thế. Nhưng mà có hai chi tiết khiến tôi khá là tò mò. Thứ nhất là cái tên gọi của nó. Tên tiếng Anh của nó. Tên tiếng Anh nó là Queen of Bikini, đúng không? Tức là nữ hoàng bikini. Và cái chi tiết thứ hai là chi tiết đây là bộ phim kể về chuyện về một cô gái. Chuyện bộ phim mà cô Ngọc Đáng chính kinh đầu tư mà cháu đã đặt chọn niềm tin, mà tại sao thì cháu sẽ hiểu tại sao chú Sâm lại nghi ngờ là tại sao lại cô này cố lại tin tưởng Vũ Ngọc Đáng nhé. Mình sẽ xem cái đây, đây còn nữa một cái ông như thế này mà dám giao 18 tỷ vào tay ông để ông làm một bộ phim, cháu có cảm thấy khi đó cháu quá liều. Có lẽ là mấy tấm hình này mà Ngọc Trinh mà thấy, Ngọc Trinh còn chắc chắn mời em hơn. Tại Ngọc Trinh chụp hình lúc nào cũng lúc nào cũng kìa. Ngọc Trinh là cái đó là cái thường xuyên chụp, mới chụp với em, anh có thêm xong. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ kiểm chứng xem là Ngọc Trinh nói rằng là đã xem rất nhiều phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đáng. Và đấy là cái cơ sở để cô ấy quyết định là trao chọn niềm tin cho đạo diễn trẻ này. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi như thế này. Tôi đề nghị là Vũ Ngọc Đáng ngồi quay lưng lại. Hai người quay lưng lại nhau. Cháu ngồi quay lên đây. Vũ Ngọc Đáng không được liếc xéo sang đây. Tôi sẽ đưa cho Ngọc Trinh xem những cái bộ phim mà Vũ Ngọc Đáng đạo diễn đã làm. Và cháu sẽ phải bằng cách nào đấy không nói cái tên phim mà nói cái nội dung chính nào đấy, hoặc là nói về cái bộ phim đấy để cho Vũ Ngọc Đáng đoán xem đấy là phim gì. Yên tâm đi, diễn tả chứ. Rồi, nha. Tăng Hình Hà, Lương Mạnh Hải, cô gái bán sách, tóc ngắn mặc áo dài. Không như muốn khóc. Yeah. Được. Thứ nhất, thứ hai. Minh Hằng giả trai. Vừa đi vừa khóc. Yeah. Rất là nhiều con trai đẹp đóng trong phim. Hồ Vĩnh Anh, Lương Mạnh Hải. Hót rồi, nổi loạn. Yeah. Cho đến giờ khẳng định là Ngọc Trinh là đang là một con người chân thật. Diệp Lâm Anh, con má nhỏ vừa. Tâm thấy chưa? Như vậy là đến bây giờ thì chú bắt đầu tin là cháu xem nhiều phim của Vũ Ngọc Đáng. Cái này là hôm bữa anh úp phim Facebook và anh nói là bộ phim đầu tay của anh, nói về một con vật. Lại nói cái chi tiết là anh nói trong Facebook của anh là phim đầu tay thì chắc chắn nó phải đúng rồi. Nhưng mà qua đó thì tôi bắt đầu bây giờ thì tôi hoàn toàn có thể tin tưởng những cái câu chuyện với Ngọc Trinh. Và chú được biết là cháu thì xuất phát điểm của cháu không phải là từ một gia đình giàu có gì, và một cái xuất phát điểm từ một cô gái ở miền Tây. Cháu quê gốc ở đâu? Trà Vinh ạ. Trà Vinh.
Thế và bây giờ thì cháu là tác nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Hình như là có gì đó chú làm cháu bị bối rối hoặc là chạm tới cảm xúc của cháu. Nhắc đến quê là vậy đó. Đi quay phim vậy mấy cảnh quê mà ngày xưa người ta vừa mới set đèn sắp bối cảnh là ta còn khóc rồi. Nhớ. Một con người rất giàu cảm xúc, rất giàu cảm xúc. Và cái này thì tôi phải nói rằng là ở cái thời buổi bây giờ ấy, tìm được một bạn trẻ mà giàu cảm xúc như vậy khi nói về quê hương, nói về gia đình không phải là dễ đâu đã rồi. Đó là lý do mà khó. Cái khi cái giọng chú nói về cái vậy con có cảm. Đó là lý do mà em nhận lời đó, tức là khi mà nói chuyện với cô đề nghị em làm chưa nhận lời liền đâu. Gặp cô nói chuyện là cô ngồi cô khóc không từ đầu đến cuối lên là em thấy là cô này cô nhiều cảm xúc quá, cô thật quá nên là em nhận lời em làm. Đó là một lý do là tại vì cô này cô khóc nhiều quá. Nhưng mà trước đó thì Vũ Ngọc Đãng đã biết Ngọc Trinh chưa? Quen biết chưa? Chưa gặp lâu bao giờ. Chưa. Nói chung là chỉ đọc trên báo, đọc trên mạng xem trên thôi. Trên mạng thì những quá nhiều tin đồn, tin đồn các thứ này kia thì em nó có, tất cả những thứ đấy nó có tác động đến bạn không? Nói chung là nghe những tin đồn như Ngọc Trinh đi khách khi bán dâm thực lòng trong lòng em cũng có nghi nghi. Tại vì nó tin đồn nó nhiều quá. Ngay cả trước khi gặp Ngọc Trinh một tháng là em còn nghe một cái tin đồn là Ngọc Trinh bây giờ là đi cái chích cho da trắng á. Chích riết bây giờ là hư thật luôn, là một ngày tuần nào bay qua Singapore để gọi là chạy thật. Ví dụ khi mà em nó gặp Trinh rồi, nói chuyện Trinh rồi, em nhận lời rồi ấy, thì em rất là thoải mái, rất tự tin. Nhưng mà bạn của em, bạn những người mà càng thân càng thương mình bao nhiêu thì lo mình bao nhiêu. Mọi người nói là trời ơi, thằng Đáng ta đang lo nhất là ví dụ như sợ là em nhận tiền để em làm một cái phim để ca ngợi Ngọc Trinh. Thì em nói em mở chiếu cho mấy bạn em coi xong nói chứ trời ơi mừng quá, phim là không có ca ngợi Ngọc Trinh, có là một cái phim hoàn toàn là về cuộc đời thật của cô. Nói chung là tất cả những cái gì mà ngốc nghếch nhất của cô em đưa lên phim hết. Nên em nghĩ là những cái màn mà gọi là trả lời phỏng vấn ứng xử là coi em sẽ làm khán giả sẽ cười lăn, tại vì là cô ấy... Nhưng chú là ngoài đời sao lại phim y chang vậy chứ không có ca ngợi. Quay trở lại một chút với Ngọc Trinh. Tôi đã đến Trà Vinh và một cái điều mà tôi hơi ngạc nhiên là khi tôi đến Trà Vinh thì tôi hầu như cái đợt đấy tôi đi 2 ngày ở đường phố. Tôi không nhìn thấy một người nào có làn da trắng như Ngọc Trinh. Ok tôi nói thật. Không, chị, cách nhà của con còn cách Trà Vinh khoảng 30 cây nữa cơ là sâu xuống. Tức là cái khu đấy thì lại nhờ người da trắng nhiều. Dạ cái đúng khu không? Đó cũng người da đẹp mơ mỡ vậy tại đặc nhà. Khi mà vào vai một nhân vật chính trong một bộ phim kể về chính cuộc đời của mình. Cái khó nhất là gì khi mà mình muốn khán giả nhận ra mình trong một cái bộ phim nghệ thuật như vậy? Con nghĩ là con người thật của con sao thì con đem lên vậy, nhưng mà có những cái mà con thấy khó nhất đó là một tết mà phải khóc quá nhiều, kiểu như là con không phải là diễn viên chuyên nghiệp, thường thường khi người ta quay là người ta quay toàn cảnh trước, xong rồi tới trung cảnh, xong rồi tới cận cảnh, còn tới con quay lần đầu tiên là con khóc luôn rồi, là con khóc luôn rồi, là chỉ quay toàn cảnh mà khóc thì không có được. Khi nào quay tặng cận cảnh thì mình mới show hết, tẩy hết những cái cảm xúc của mình. Mà con ngay tết đầu là con đã khóc rồi, con không biết giữ cảm xúc của mình cho cái tết thứ ba đó, thì cái đó là cái điều hơi khó khăn của con. Nhưng mà được từ từ một tuần hai tuần thì được sự dạy bảo của anh Đảng thì con cũng biết giữ lại, đợi tới cuối cùng cận quay cận mình rồi thì mình mới đẩy cảm xúc của mình ra. Còn một cái khó nữa là diễn những cái cảnh nhí nhảnh hồn nhiên ngạc nhiên khi mà bạn trai tặng quà anh Đảng, ủa sao nó tặng quà em mà em không ngạc nhiên, ở ngoài em cũng vậy mà, ở ngoài ông tặng đồ cho em thì tặng em cũng... một cái anh tặng nguyên một cái xe em cũng dạ cảm ơn anh vậy thôi đường. Em nói ủa sao tinh dính ngạc nhiên, nó không ngoài đời y chang vậy đó, em nói ngạc nhiên gì hết. Nhưng mà với một đạo diễn điện ảnh thì bạn thích cái mẫu diễn viên như thế nào, tự nhiên giàu cảm xúc như Ngọc Trinh hay là một diễn viên mà diễn giỏi tạo được cảm xúc? Trước giờ em chưa bao giờ mời diễn viên diễn giỏi. Hầu như tất cả diễn viên của em là em thích làm việc với diễn viên là diễn viên như là Ngọc Trinh đóng lần đầu tiên em rất là thích. Thì riêng cái ví dụ là giữa diễn viên với lại đạo diễn thôi, thì khi em làm với Trinh thì em cũng rất là sợ, tại vì bản thân là vừa đã làm người mẫu, là người mẫu đồ lót nữa, đồ bikini nữa, thì em nghĩ là mọi người đúng rồi, mình gọi là sợ xấu lắm. Đồ lót nghe nó hơi sợ. Sợ thật. Bikini nữa. rất là sợ, vì là cô rất là sợ xấu nữa. Mà ra trường quay em nói là trời ơi chắc gì này chắc gì này. Cái em không sợ là cô diễn không được, em chỉ sợ duy nhất là ra trường quay cô sợ xấu, xong cô nghe một lời make up lúc nào một mặt đầy son phấn lên thôi. Mà cuối cùng là ra trường quay là những cảnh mà dưới quê là không make up, không son, không phấn, không có một tí gì trên mặt hết, và tóc tai rũ rượi, xong mặc đồ bộ đi tên tên đi trên đất đi để đó, thì em nghĩ là cái đó là cho em cảm động. Thế còn Ngọc Trinh, tôi muốn hỏi bạn là bạn nổi tiếng không phải là cái thời kỳ mà bạn làm nghề người mẫu và bạn tham gia giới showbiz Việt, thì cũng không phải là nổi tiếng từ những cái sự kiện mà bạn tham gia, mà bạn thực sự nổi tiếng theo đúng cái nghĩa là rất nhiều người biết về bạn là qua những thị phi, những tin đồn ở trên mạng, qua những câu nói mà ở đấy họ có thể họ cắt xén ở đâu đấy hoặc giật những cái tít nào đấy. Thì như Vũ Ngọc Đãng có phim Bỗng Dưng Muốn Khóc, thì đây bây giờ mình bỗng dưng nổi tiếng, thì
cái phản ứng đầu tiên của bạn khi đó trước những cái thị phi, những cái tin đồn đấy thì sao? Thật ra là khi mà con nói những cái câu đó thì con cũng không nghĩ nó sẽ tạo nên tai tiếng như vậy. Và sau khi nói là sau khi được đưa lên báo mạng mà về đọc những cái bình luận thì cảm thấy rất là chua xót cho mình. Con không nghĩ những câu đó sẽ tạo nên sự nổi tiếng cho mình. Những cái comment chửi con rất là nhiều, mấy ngàn cái luôn. Mà lần đầu mà con bị cái đó là con khóc rất là nhiều và đọc từng cái mấy ngàn cái, cũng đọc suốt đêm, thâu đêm suốt sáng. Bây giờ thì quen với những cái... Quen rồi, bây giờ rồi, con quen rồi. Nhưng mà bây giờ mà muốn cái cách con nói chuyện nó khéo léo hơn hay là xạo đi một tí hay là ngọt đi một tí thì cũng không được. Thí dụ những câu hỏi nào mà... Ví dụ chú Sâm muốn con hỏi con trả lời, con nhắm con trả lời sự thật được thì con trả lời sự thật. Còn nếu mà con nhắm là con trả lời họ không được thì con nói thôi con không muốn trả lời câu này. Chứ con không muốn trả lời mà trả lời sai đi cái sự thật. Hình như là trước khi mà mời Vũ Ngọc Đãng thì cháu cũng đã, ekip của cháu cũng đã có dự định là mời một đạo diễn khác để làm bộ phim này đúng không? Dạ có. Và đạo diễn đó từ chối vì sao? Không, sau khi nói chuyện thì thấy không hợp với cái gu mà con muốn. Nên là con mời anh Đãng, lúc đầu mời anh Đãng đâu có chịu đâu. Anh Đãng đầu tiên không chịu. Anh Đãng đầu tiên không có chịu. Chứng tỏ Vũ Ngọc Đãng dạ. không chân thật bằng chú cháu mình. Cậu nói là cậu tiếp xúc cái cậu không cảm không lúc đầu cái... lúc đầu có lời mời chưa gặp con có nghĩa là nghe lời mời làm bộ phim cho con là có vẻ là không có đồng ý, sau đó gặp con ra nói chuyện ngồi nói chuyện rồi anh em hai anh em ngồi xuống mới hiểu và mới bắt đầu làm. Tại vì em nói thì là nếu mà có những giai đoạn một tuần em nhận được 5 lời mời nhiều lắm, nhưng mà tại vì thực ra em chỉ làm những cái gì em thực sự em thích. Bây giờ thì Vũ Ngọc Đãng không phải là đạo diễn vô danh tiểu tốt nữa rồi. Bạn ấy một đạo diễn có số má ở trong làng điện ảnh Việt Nam, có nhiều phim thành công và rất có thể nếu như có một sự lựa chọn nào đấy vì một lý do nào đấy mà không chính xác thì có thể nó hủy hoại cả cái sự nghiệp của mình, dạ. Đúng không? Người ta không nói về tay nghề đâu mà nói về đạo đức. Chính xác. Cái nhận lời là phim này thực ra thì rất nhiều người ấy, là nghĩ mình làm vì tiền, nhưng mà thực sự ra là mình làm á, đây là cái bộ phim em làm mà em vui nhất trong cuộc đời là phim từ trước đến giờ, vui kinh khủng luôn, tại vì nó vừa sức mình, nó vừa tầm mình mà nó đúng với lại cái cách làm phim mình trước giờ là làm một cái câu chuyện cổ tích. Và thứ hai nữa là trước giờ em rất là thích làm phim tiểu sử, thì khi mình làm phim Ngọc Trinh em rất là thích đó. Thế là tự nhiên có một người đặt hàng thì mình cũng thấy là thôi mình làm Ngọc Trinh cũng được. Với nữa là làm Ngọc Trinh có một cái thú vị là tất cả mọi người ở Việt Nam á, hầu như là đa số đều nghĩ là cô này rất là ngu ngốc, não phẳng như Ngọc Trinh, rồi là kiểu như là cô làm gì có tài năng gì đâu, chỉ là mặc đồ bikini khoe mình trên rồi phát ngôn bừa bãi là nổi tiếng thôi. Mình đặt cho thử thách là nếu như mình làm như cô, cho khán giả thấy rằng cô này có tài thật thì sao, và cô này có trái tim thì sao, cô này có tâm hồn thì sao, cô này có đầu óc thì sao. Thật anh em nói kể thật luôn là em gặp Trinh để viết kịch bản á là em gặp có đúng có 3 lần thôi, em không dám gặp nhiều. Lý do đơn giản là em gặp Trinh 3 lần em rất là thích Trinh, em thích kinh khủng luôn, thì em sợ là gặp nhiều á, gặp nhiều cái tự nhiên bị phản tác dụng là gặp nhiều có thấy cô này vô duyên quá, kiểu cô này cô bị kỳ quá, xong mình mất cảm hứng mình viết kịch bản không được. Đó, thành ra mình không dám gặp nhiều, nên là mình mới chỉ chat qua Facebook với gọi điện thoại để khi mà có thông tin thì em cần hỏi thôi. Nhưng mà nói thiệt là mỗi lần chat Facebook xong là phải xóa hết, tại vì cô này hỏi gì cũng trả lời hết. Đó, sao bị hack Facebook. Rồi cái thứ hai nữa là em biết là cô Trinh là một cái người rất nhiều giàu cảm xúc, khi mà nói chuyện là khóc lên khóc xuống khóc nữa. Rồi nó có chuyện gì mà hơi nhạy cảm là mặt đỏ hết lên luôn. Đó thì có nghĩa là mình phát hiện là thực ra da Ngọc Trinh rất mỏng nhưng không có dày như mọi người nghĩ. Đó, nên là em á thì em, nhưng mà em biết là Trinh có cảm xúc, nhưng mà em không biết là Trinh có đóng được cái phim hay không. Thì em cũng nghĩ là chắc là đóng được, nhưng mà em không dám thử. Em nghĩ là thôi thử Trinh để coi khả năng Trinh tới đâu để viết kịch bản tới đó. Thì em nghĩ là sợ lỡ Trinh diễn dở quá thì mình chết. Mình viết một cái kịch bản nhặt toẹt luôn, chẳng dám viết gì hết. Thì lúc mà viết xong kịch bản rồi thì em mới thử Trinh. Em quyết định em tập cho Trinh 5 ngày để Trinh diễn. Thì em mới tập được một ngày mà em nói chuyện không cần tập ở đâu, tại vì là em quá giỏi. Mà anh Đãng nói với em cũng hết hồn, quá giỏi là sao anh Đãng, em thấy em có diễn được cái gì đâu. Anh Đãng rất là bất ngờ với cách diễn của em, mà em cũng không hiểu tại sao là ổng lại bất ngờ. Có nghĩa là em chọn là diễn viên nó có cái sự bên trong, có cái thật bên trong, nó có cái bên trong á, là chính vậy. Thế đó là đấy là cái sự cảm của đạo diễn, yeah. Và cái cảm đấy đôi khi nó quyết định thành công của một, yeah, bộ phim đó. Thế còn với cái nguồn kinh phí mà cô đưa ra là 18 tỷ. Thực ra em trước giờ cái em là em làm lợi thế là em làm là trước giờ em làm ít tiền. Em không muốn làm nhiều tiền, tại vì nếu làm nhiều tiền nó sẽ bị quen một cái đà là mình làm nhiều tiền, lúc mình làm trở lại những gì anh nhỏ là mình chết, mình không làm được nữa. Thế nên em nói là phim Ngọc Trinh là chỉ khoảng 10 tỷ là coi như là thoải mái luôn á, thoải mái lắm luôn á. Thế nên là sau đó thì lại làm cũng khoảng chưa tới 10 tỷ. Yeah. Chưa tới 10 tỷ. Mà con cũng công bố cái con số này lên trên báo rồi đó, mà hình như mọi người chưa để ý con 18 số 18 thôi. Thế mà sau đấy thì có bonus đạo diễn từ 18 tỷ xuống dưới 10 tỷ. Cắt xem đủ rồi. Gấp đôi. Mà trong số từ 10 tỷ là còn kinh tự trả cắt xe còn kinh nữa. Đòi nó cao, tự trả nó là cao. Tự trả nó là cao.
Vũ Ngọc Đãng thì tôi biết bạn là ban đầu xuất phát điểm của bạn không phải là học đạo diễn đúng không? Nhiếp ảnh. Bạn học nhiếp ảnh, chụp hình. Thế và sau đó thì cơ duyên nào mà mang đến? Đến bây giờ tôi tin là mỗi con người có một số phận. Số phận nó đùn đẩy con người ta và cái số phận của bạn khi đưa đẩy bạn đến với điện ảnh với tư cách là đạo diễn là như thế nào? Tại ngày xưa em có học đăng ký, nói cũng tiết lộ là em có đăng ký học diễn viên hệ B, học được nửa năm thì em thấy không có đăng ký, em nghỉ. Em nghỉ thì em mới mua mấy chụp hình để em đi chụp cho các vợ diễn trong trường á. Thì em thích xong rồi thì là sau đó thì lớp đạo diễn mở ra thì em mới thi vô. Em thi vô thì em đậu chót bảng. Mà tốt nghiệp thì thủ khoa. Tốt nghiệp thủ khoa. Lúc trước là em với Quang Dũng á, là hai đứa là cũng mê đóng phim, nó mà không ai mời, nên là cái phim của Dũng là em đóng một tay nhỏ xíu, phim của em là Dũng đóng một tay nhỏ xíu. Xong rồi đóng cái phim thứ tư rồi hai đứa phát hiện ra là đóng cái ghê. Là đóng phim là cái mà em đóng phim của Dũng á là em dở nhất phim. Em Dũng đóng phim của em là Dũng dở nhất phim. Nên là vừa rồi cái phim Sinh Nhật là em nói Dũng hơn năng nỉ cắt cái dây tay bỏ. Ghê quá anh, sau cái Sinh Nhật là không đóng phim nào nữa hết á, là bỏ luôn. Thế còn Ngọc Trinh, sau khi mà đã đóng phim lần đầu tiên rồi thì bạn cảm thấy thế nào? Con nói thật với chú là trước khi đóng phim này thì con nghĩ là con chỉ đẹp và con chỉ may mắn thôi. Chứ con nghĩ là con không có tài cán để làm cái gì hết trơn á. Mà nếu mà con nghĩ là con có tài cán thì con đi làm diễn viên lâu rồi. Nhưng mà sau khi bộ phim này đóng máy thì con người con cảm thấy con tự tin hẳn và con cảm thấy là cái gì con cũng làm được. Và bắt đầu con cảm thấy mê cái ngành điện ảnh này. Con thích được sống với nhiều cái nhân vật khác nhau để mình thử cái đây là nhân vật của mình nên là mình làm được. Nên nếu mà lần sau con muốn thử một cái nhân vật khác, thử coi mình có làm được hay không. Nhiều người nói quá có tác động tới cũng tin luôn á. Dạ đúng rồi, nhiều người nói con không có tài con nhận mà. Nói con xấu thì con không nhận, nhưng mà nói con bất tài là con nhận. Thế tại sao nói con xấu mà lại không nhận? Tại vì con đẹp. Đơn giản như vậy thôi. Với diễn viên thì cái mấu chốt nhất là gì? Đầu tiên là tôi không có ý định là thăm dò để mà đi casting đâu, bởi vì tôi quá tuổi để mà casting rồi. Và thứ hai, nếu mà tôi mà có được đóng thì chắc cũng lại giống như Ngọc Đãng trong phim của Quang Dũng, hoặc là Quang Dũng trong phim Ngọc Đãng. Bây giờ tôi mới nghe một cái chi tiết mà Ngọc Trinh vừa nói, một cái chi tiết mà tôi cảm thấy rất là thú vị khi gặp cái cô bé này là gì bạn biết không? Bình thường chúng ta nói là phim, bạn nói là phim. Phim là phim cà phê. Ăn cướp là ăn cướp. Ăn cướp à? Con bơm bơm. Em chỉnh không đó. Được luôn chứ ăn cướp đó là con bơm bớm. Con bơm bớm à? Đêm. Đêm là đêm. Trong cái loại phim anh đã chỉnh phim rất là nhiều. Nhưng mà nếu bây giờ anh chỉnh là em không diễn được. Chứ để cho em nói như vậy đi. Nhưng mà đấy là phim đồng bộ tiếng thu tải tuyệt đáng đúng rồi. Và hy vọng là bạn sẽ có một cái vai diễn trong một bộ phim như vậy của Vũ Ngọc Đãng. Và hy vọng là sau bộ phim đấy thì tôi sẽ lại ngồi với bạn để mà xem bạn có tự tin nói rằng tôi là một người có tài, tôi là một người có khả năng trở thành diễn viên điện ảnh hay không. Em thì mong tôi chỉ mong là bạn nói cái điều đấy cũng như bạn khẳng định là tôi là một người rất đẹp. Em thì chỉ mong là cái phim bộ phim này ra thì giống như anh Sâm với lại tất cả khán giả coi xong thì sẽ hiểu và thương Ngọc Trinh thì thôi, mà thấy là ô Ngọc Trinh dễ thương lắm, không giống như tin đồn. Người ta nói là nhân vô thập toàn, không có ai có thể trọn vẹn được tất cả. Trong một con người bao giờ cũng có cái phần thiện và phần ác, không phải tự nhiên mà nó ghép vào thành con người đúng không? Phần con và phần người. Vấn đề là chúng ta tìm được cái phần gì, chúng ta phát huy được cái gì và chúng ta có thể là đẩy cái phần nào lên cao hơn. Và tôi thì tôi luôn luôn nhìn cuộc đời này với cái con mắt nó lạc quan, nó tươi tắn, nó hướng thiện. Mỗi con người đều có những cái riêng của mình mà nếu như chúng ta không để ý, chúng ta không quan tâm, không tìm hiểu, chúng ta đừng vội kết luận. Tôi chỉ mong muốn như vậy thôi. Làm được những điều đó thì chúng ta sẽ trở thành những người tử tế. Và ước gì xã hội có nhiều con người tử tế hơn nữa để chúng ta thực sự sống trong một xã hội tử tế. Rất là cảm ơn quý vị, cảm ơn Vũ Ngọc Đãng, cảm ơn Ngọc Trinh đã đến với chương trình Cà Phê Sáng với VTV3. Qua cái chuyện với ly cà phê nó ngắn ngủi nhưng mà tôi nghĩ rằng nó cũng tạo được rất nhiều ấn tượng cho khán giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chúng tôi.